Thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy, đến chiều ngày 26 tháng 5 năm 2023, sau 14 ngày điều trị tại khoa bệnh nhiệt đới, một trong hai bệnh nhân ngộ độc botulinum đã có diễn tiến xấu. Cụ thể, thời điểm nhập viện, bệnh nhân nam 26 tuổi có sức cơ còn 3/5 đến 4/5, tức là có thể cử động một chút và tự thở được. Tuy nhiên, vài ngày sau đó, bệnh nhân phải thở máy. Đến nay, sau 14 ngày điều trị, sức cơ tiếp tục giảm còn 2/5 đến 3/5. Bác sĩ xác định tình trạng liệt cơ diễn biến xấu tăng dần. Đối với bệnh nhân nam 18 tuổi là em trai bệnh nhân 26 tuổi, thời điểm nhập viện phải thở máy, liệt cơ, sức cơ chỉ có 1/5, tức liệt gần như hoàn toàn, thì tới nay vẫn chưa có sự cải thiện và hồi phục nào. Hiện tại hai bệnh nhân này vẫn đang nằm phòng hồi sức tích cực của khoa bệnh nhiệt đới, và chúng tôi đang vẫn cố gắng dùng những cái phương pháp điều trị tích cực để giúp và phòng ngừa những cái biến cố sau đó và ngăn chặn những cái diễn tiến bệnh có khả năng xấu hơn. Trước đó, như Báo Thanh Niên đã thông tin, từ ngày 14 tháng 5 năm 2023, trên địa bàn thành phố Thủ Đức xuất hiện 6 trường hợp nhập viện nghi ngộ độc botulinum. Trong đó có 5 người ăn chả lụa và bánh mì, 1 người ăn mắm để lâu ngày. Trong số này có 3 trẻ em nhập viện Bệnh viện Nhi Đồng 2 và được điều trị bằng thuốc BAT giải độc botulinum. 3 người còn lại gồm 2 người lớn, trong đó có 1 người 18 tuổi và 1 người 26 tuổi được nhập viện Bệnh viện Chợ Rẫy và 1 người 45 tuổi nhập viện Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Do hết thuốc giải độc BAT nên cả 3 bệnh nhân này được điều trị hỗ trợ. Sau đó, do bệnh diễn tiến nặng nên bệnh nhân 45 tuổi đã tử vong. Tối ngày 24 tháng 5, 6 lọ thuốc BAT giải độc botulinum được Tổ chức Y tế Thế giới tức WHO tài trợ khẩn cấp đã về đến thành phố Hồ Chí Minh, trong đó bệnh viện Chợ Rẫy nhận 2 lọ, bệnh viện Nhi Đồng 2 nhận 3 lọ và bệnh viện Nhân dân Gia Định nhận 1 lọ. Tuy nhiên, thời điểm này, cả 3 bệnh nhân trên đều đã qua thời gian vàng nên không thể chuyển thuốc.